ạ, về cái việc là chúng ta có thêm thông tin về việc là các bạn có thể khai thuế cho hộ thì các bạn có thể hỏi tôi. Và vấn đề cuối cùng cũng là một cái vấn đề rất là hot trong thời gian vừa qua của cái phần liên quan kinh doanh thương mại điện tử. Đấy là vấn đề truy thu thuế của các affiliate. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ giới thiệu qua với chúng ta để các bạn hình dung nhé. Không biết là các bạn có nghe cái vấn đề này ở trên mạng không? Nhưng mà thời gian vừa qua thì người ta lùm xùm rất là to một cái vụ là khai thuế với affiliate. Thì nó lại quay lại với một cái câu chuyện đấy là trước khi mà chúng ta xem là khai thuế với affiliate như thế nào thì các bạn phải hiểu được bản chất của cái hoạt động affiliate trước. Đúng không? Đấy. Thì cái này thì tôi cũng chả phải là cái người chuyên làm về tiếp thị liên kết hay là tôi làm gì KOC, KOL gì cho cái sàn đâu. Thì tôi cũng chả 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 phải là những người như vậy. Thế nhưng mà tôi cũng thu thập thông tin và tôi xin tóm tắt lại cho chúng ta. Đấy, và theo tôi thì một số cái thông tin quan trọng nhất các bạn hiểu cơ bản thôi. Đấy. Thì về cơ bản cái hoạt động tiếp thị liên kết đấy là hoạt động mà giống như chúng ta là đại lý bán hàng và chúng ta là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng đi. Tôi giải thích như vậy cho các bạn dễ hình dung với cái ngôn từ của kế toán đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Có nghĩa là cái doanh số đó của chúng ta không phải là doanh số mà hộ kinh doanh hoặc là cá cá nhân cái người làm affiliate đấy được hưởng. Mà họ chỉ nhận được thu nhập bản chất là gì ạ? Là tiền hoa hồng thôi. Đúng không ạ? Tiền hoa hồng của các shop, của các sàn thương mại thôi. Đấy. Và nó mới dẫn đến một cái câu chuyện đây là khi mà các sàn thương mại trả hoa hồng cho cá nhân. Đấy thì chúng ta quay về với một cái sơ đồ lại, một cái sơ đồ rất cơ bản thôi. Vậy tôi hỏi chúng ta là với một hộ, xin lỗi, là với một cái cá nhân là affiliate như vậy thì khi họ nhận được một cái tiền hoa hồng từ sàn đấy thì theo quan điểm của bạn, tôi mở hỏi quan điểm trước nhé, thì thu nhập từ cái hoa hồng trả từ sàn đấy nó là thu nhập từ kinh doanh hay là nó là thu nhập từ tiền lương ạ? Ở đây tôi xin phép tôi hỏi ý kiến của chúng ta được không ạ? Theo các bạn nhận định thì nếu mà chúng ta kinh doanh theo dạng hoa hồng affiliate như vậy thì cái thu nhập đó của chúng ta được là tiền gì? Bạn Phượng vừa cho thông tin chúng ta là xem nhận được là tiền thù lao đúng không ạ? Tiền thù lao chính là tiền lương, tiền công đấy đúng không? Tiền lương, tiền công, tiền thù lao, đấy, tiền hoa hồng các thứ đấy thì cũng là một dạng là tiền thù lao. Cờ rồi. Thế thì nhưng mà như vậy thì quan điểm của bạn như vậy thì có khi nào là có một quan điểm khác hay không? Thì câu trả lời đây là gì ạ? Là rất nhiều affiliate họ lập luận ngược lại cho chúng ta. Đúng không ạ? Đấy là bởi vì tất cả các hoạt động đấy để mà họ tổ chức ra được một cái phiên livestream như vậy thì họ phải tốn rất nhiều chi phí quảng cáo. Họ tốn rất nhiều chi phí để thuê một đội nhóm để quảng cáo cùng mình. Và như vậy thì thực ra đấy cũng phải là hoạt động mà họ làm công ăn lương. Đúng không? Mà đấy là hoạt động mà họ đang thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng. Đấy là quan điểm của hộ kinh doanh. À xin lỗi, là quan điểm của các affiliate đấy. Bạn thấy không ạ? Đó. Và như vậy nó mới dẫn đến một xung đột ở đây. Và nó là lập ra một cái bài toán. Đấy là nếu như chúng ta không có một ranh giới để nhận định được khoản thu nhập nào là tiền lương và khoản thu nhập nào là kinh doanh thì rõ ràng chính sách thuế của nó áp dụng với nhau sẽ khác nhau hoàn toàn. Đúng ạ? Bởi vì các bạn thấy là thu nhập từ tiền lương, tiền công thì như bài trước chúng ta học với nhau ấy thì mức thu nhập này có thể chịu thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đấy, tối đa lên đến 35%. 35% thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong khi thì cái thu nhập từ kinh doanh, đúng không ạ? Thu nhập từ kinh doanh thì chúng ta chỉ lấy thu nhập và chúng ta nhân với một tỷ lệ thôi. Và như bài trước tôi giải thích với, à xin lỗi, là như vừa nãy tôi giải thích với chúng ta là thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thì chỉ chịu, đúng không ạ, tối đa có khi chỉ lên đến 7% thôi. Như vậy chúng ta nhìn thấy tỷ lệ khác nhau chưa? Đúng không ạ? Đó. Và đây chính là nguồn cơn của cái câu chuyện là vì sao mà đợt vừa qua affiliate lại bị truy thu thuế. Thì tôi xin chia sẻ với chúng ta một cái bản tin như này. Đấy, và bản tin này thì các bạn nhìn, các bạn sẽ nhìn được rất là trực quan cái vấn đề này. Đấy. Cái bản tin này được đưa ra trong cái bối cảnh đấy là năm vừa qua thì khi mà rất trên các hội nhóm, cái này trong mạng nó chậm đấy nhỉ, đường mạng nó bị chậm đấy nhỉ. Ừ. Đây mình đợi tôi một chút, một khi tôi đổi cho cái mạng.
Ok. Hello, hello cả nhà. Xin lỗi một chút. Đấy. Tôi tiếp tục bài giảng của mình nhé. Thế thì chúng ta sẽ xem với tôi một cái affiliate ạ. Thì cái bối cảnh của nó là như này. Cái này là một cái mà ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy là năm vừa qua ấy. Nếu như các bạn nào mà các bạn trên các diễn đàn của các affiliate ấy, mà các bạn thấy là các bạn có thể tiếp cận được thì rất là nhiều các bạn affiliate các bạn muốn hỏi là bây giờ em đang bị xử phạt rất nhiều tiền thì có ai hỗ trợ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân được hay không. Đó. Thì câu chuyện các bạn nhìn này, ví dụ như cơ quan thuế các bạn nhìn thấy là họ gửi về cái thời gian vừa qua là có cái ứng dụng e-tax đúng không? Hồi trước tôi hướng dẫn qua cho chúng ta cái ứng dụng này đấy. Đấy. Thì ví dụ như là ở đây các bạn nhìn thấy là trên sàn Shopee ấy, họ trả cho affiliate này ví dụ như một cái khoản hoa hồng trong năm là 2 tỷ và đó họ đã khấu trừ 10% rồi. Đúng không ạ? Thế nhưng vấn đề ở chỗ là cái nhận định liên quan đến cái hàng sàn Shopee này thì họ đang xác định là cái tiền mà cái người bán hàng nhận được, các bạn nhìn được. Đây, đối với người bán hàng tiếp thị là cá nhân thì cá nhân phải chịu trách nhiệm liên quan đến khai thuế này. Và với cái khoản thanh toán của họ thì sẽ họ sẽ khấu trừ 10% cái phần trên 2 triệu đúng không ạ? Đấy. Và các bạn biết là buổi trước tôi hướng dẫn chúng ta đoạn này thì nó chính là nội dung liên quan đến cái thu nhập từ cái việc mà khấu trừ thuế của công ty ấy thì đúng không? Và như vậy thì các khoản này sẽ chịu thuế là mới được khấu trừ 2 triệu thôi nhưng mà phải là 10% thôi. Nhưng tối đa nó là lên đến 35%. Trong khi với hộ kinh doanh thì chúng ta sẽ chỉ thấy là chịu 10 à chịu 7% thôi. Đấy. Thế thì như vậy nó dẫn đến cái sự chênh lệch rất là lớn giữa hai cái phần thu nhập này. Được chưa? Đấy, và khi đấy thì các bạn thấy là tổng hợp lên thì cơ quan thuế báo nợ, ví dụ như cái bạn này đây, cái bạn này bạn tra cứu cái thu nhập thì phát hiện ra là à cái năm 22 bạn ấy phải nộp thêm số tiền tận 70 triệu cơ đúng không đấy. Và khi đấy thì nó phát sinh ra đây này thì để đạt các cái bên đây là các affiliate họ lập luận là để đạt được hoa hồng như thế thì họ cũng cần dựa rất nhiều những yếu tố đầu vào đúng không, và như vậy thì cái tỷ lệ như vậy thậm chí là họ còn không đủ tiền thuế cơ. Nhưng mà thực ra thì nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta không đăng ký kinh doanh, hiện nay Việt Nam người ta xác định chúng ta nhận được là tiền lương tiền công. Được chưa? Đấy. Và như vậy thì đối với affiliate thì chúng ta sẽ cần phải hiểu này. Là đây tôi sẽ cho chúng ta một công văn này. Công văn này cũng rất là mới thôi. Công văn mới ban hành tháng 6 của năm nay. Thì các với các affiliate thì họ về nguyên lý là họ sẽ phải thực hiện đăng ký kinh doanh. Đấy. Và nếu như mà trường hợp họ không đăng ký kinh doanh thì họ sẽ phải nộp thuế theo dạng là tiền lương tiền công. Đấy, cứ hiểu đơn giản như thế thôi. Còn nếu họ đăng ký kinh doanh thì họ sẽ được nộp thuế theo dạng là